Dương xe vào đây để cướp quyền công dân của chúng tao à?
ha, chết sư chết tội bối như mày. Người dân chúng tao đóng thuế để thuê chúng mày bảo vệ an ninh trật tự, chứ chúng tao không thuê chúng mày đến để cướp quyền công dân của chúng tao nhá, tổ bố cái ngành công an. Đi chết đi Đảng Cộng sản Việt Nam, cuối đàn Đảng Cộng sản Việt Nam, đi chết đi chuyện sư bố chúng mày. Tao chửi, chưa sư tổ bố cái Đảng Cộng sản sinh ra lũ công an cướp, ăn cướp quyền công dân của dân. Tổ sư bố mày, tao thách mày bắt tao đấy, tao thách mày bắt đấy. Tổ sư mẹ cái Đảng Cộng sản thối nát. Tao chửi chưa sư tổ bố cái Đảng Cộng sản sinh ra lũ công an khốn nạn. Hồ Chí Minh đem sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh đem sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.